một vùng quê yên ả, thanh bình với những hàng cau, hàng dừa xanh mát bên dòng sông quê hiền hòa. Những con đường, ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao được hình thành. Cụm công nghiệp được xây dựng ngay trên địa bàn, tạo nên sắc màu tươi đẹp và nhịp sống sôi động trên vùng đất Khánh Thượng, Yên Mô hôm nay. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chỉ sau 3 năm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, Khánh Thượng đã hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nên ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, Khánh Thượng đã triển khai ngay các nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí. Trong đó, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng vào cuộc tham gia thực hiện được chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Khi nghị quyết ban hành thì cũng được rất là đông đảo các cấp, các ngành, các ban ngành đoàn thể và nhân dân là hưởng ứng. Bởi vì là xác định xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu là trách nhiệm của toàn dân mà cũng là cái dân tự làm và tự hưởng. Cho nên là cũng rất được đông đảo nhân dân là hưởng ứng. Từ đó thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo là thành lập cái ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã và thành lập các cái kiện toàn các cái tiểu ban phát triển nông thôn mới của thôn xóm và chỉ đạo ủy ban xã là xây dựng cái kế hoạch cụ thể, chi tiết cụ thể để thực hiện. Qua công tác thông tin tuyên truyền, vận động, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp công sức, tiền của, nguyên vật liệu để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa xóm, chỉnh trang nhà cửa, phát huy vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, toàn xã đã huy động trên 3,4 tỷ đồng của cộng đồng dân cư để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, thôn, xóm, chỉnh trang nhà cửa, xây tường bao, vẽ tranh bích họa. Theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi ngồi họp bà con lại là thống nhất với bà con xã hội hóa là bà con đóng góp tính theo nhân khẩu trong địa bàn. Bà con thì và tinh thần là rất ủng hộ, đồng thuận và cũng vui vẻ. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã đã làm tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sát với thực tế, khả năng thực thi cao, đảm bảo việc triển khai thuận lợi. Trên 61 km đường trục chính của xã và các thôn, xóm, nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa. Hàng năm duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội địa phương. 100% công trình thủy lợi được nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Hệ thống lưới điện của xã thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện sinh hoạt an toàn và ổn định. Người dân chúng tôi cũng đã bỏ công sức hiến cả ruộng với cả đất để chỉnh chu lại cái con đường cho quê hương. Về cảnh quan thì thực sự mà nói là rất là thay đổi, bởi vì là có những cái con đường khang trang, rộng mở, những hàng cột điện cao áp đã răng trên đường dây và những cái hàng cây mà vừa qua cũng đã phát động đến các cái hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cũng như toàn dân là trồng những hàng cây trên những cái con đường và cũng giao trách nhiệm là tưới tắm để nuôi những hàng cây thì thực sự là chúng tôi thấy là rất là đẹp ạ. Chúng tôi rất hài lòng. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, Khánh Thượng xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là nâng cao thu nhập cho người dân. Khi đời sống nhân dân được nâng lên sẽ tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, cùng chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới. Do đó, xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã đã quy hoạch vùng nguyên liệu 100 ha để sản xuất các giống lúa chất lượng như Đài Thơm 8, Hương Bình, sản xuất đồng giống, đồng trà đã giúp cho việc canh tác thuận lợi, giúp giảm chi phí và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
đây được xác định là nông sản chủ lực của Khánh Thượng. Quy hoạch được cái vùng sản xuất chất lượng cao này thì thứ nhất là mình phải tạo điều kiện được liên kết liên doanh được cái giống, và hai nữa là cái bao tiêu sản phẩm cho bà con giáp biên, giá trị kinh tế thì nó sẽ cao hơn, thì khi mình bán ra giá thị trường nó sẽ cao hơn. Đối với khu vực diện tích ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả, Khánh Thượng thực hiện chuyển đổi 40 ha sang nuôi thả thủy sản, xây dựng trang trại chăn nuôi. Những ao nuôi quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa được hình thành cho nguồn thu nhập cao. Gia đình nhà tôi nuôi thì năm 2019 cho đến nay. Diện tích thì 1 hect. Năm thì nếu 2 ao, 1 ao có giống và 2 ao có thịt, thì mình làm khoảng 3 vụ. Thì khoảng 30 tấn. 30 tấn thì vào khoảng 3927, tức là vào khoảng 270 triệu. Lại sau kinh tế cây ruộng thì nó gấp 10 lần. Trên địa bàn xã có một cụm công nghiệp được đầu tư bài bản và nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Theo thống kê, toàn xã có 1.120 lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, thu nhập đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong vùng về giao thương, mua bán hàng hóa, Khánh Thượng đã quy hoạch chợ, hệ thống các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, siêu thị mini, nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng. Với nhiều giải pháp được triển khai tích cực, bình quân thu nhập đầu người năm 2022 của Khánh Thượng đạt 64,2 triệu đồng một năm, cao hơn 6 triệu đồng so với bình quân chung của toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,81%. Đối với tiêu chí giáo dục, Khánh Thượng đã chú trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, trường trung học cơ sở và trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1. Các trường đều có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền, phát triển toàn diện. Được Đảng ủy, Ban nhân xã đặc biệt quan tâm về cơ sở vật chất, có đầy đủ các phòng chức năng như phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, các con đã được học ở những phòng đó để phát huy được hết cái năng lực sở trường của các con. Và mới đây thì nhà trường cũng đã được quan tâm xây dựng cái sân chơi, bãi tập đảm bảo đủ điều kiện để cho các con hoạt động thể chất tốt hơn. Đối với tiêu chí văn hóa, Khánh Thượng là một trong số ít địa phương của huyện Yên Mô có số lượng lớn di tích với 5 chùa, 7 đình, đền, trong đó có 4 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, 1 di tích lịch sử cấp quốc gia, 3 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây chính là nguồn di sản quý giá trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đình Trung Lận Khê là di tích được công nhận di tích quốc gia từ năm 1999. Hai là di tích Đình Trung là gọi là di tích lịch sử và văn hóa. Đây là trong kháng chiến là hoạt động ở đây là các vị lãnh đạo nhà nước. Di tích Đình Trung Lận Khê là lần này là lần thứ 3 nhờ nhân dân tham gia làm lại, sửa lại cho đến nay là Đình Trung khang trang. Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và xây dựng lối sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xã Khánh Thượng đã đa dạng hóa các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi tham gia. 16 trên 16 xóm của Khánh Thượng đều đã thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao và được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Từ bài nhạc truyền thống đến các bài nhảy hiện đại, dân vũ. Từ bài võ cổ truyền đến hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi, bóng rổ. Tất cả đã tạo nên sắc màu đa dạng, phong phú trong đời sống tinh thần của nhân dân xã Khánh Thượng. Con người cũng phấn khởi, từ lớp trẻ tới lớp già như chúng tôi cũng vậy, thấy là rất phấn khởi và thoải mái. Nên là phong trào, nên là văn nghệ đấy, văn nghệ rất sôi nổi, càng ngày càng phát triển. Hơn như ngày xưa thì đến hè, đến hội bắt đầu với ấy thôi. Bây giờ thì lúc nào cũng vậy, tối nào cũng phải đi thể dục rồi đi ca hát múa đấy, nhảy đủ. Đội kiếm của xóm đấy là có truyền thống từ ngày xa xưa của các cụ truyền để lại, bây giờ các con cháu thì cứ nối dõi. Đội thì là có 12 người thì cứ đấy là rèn luyện thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là giữ lại cái truyền thống của các cụ để lại ngày xưa.
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. 91,2% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều người đã mở hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Chúng tôi cập nhật thông tin của đối tượng, rồi là vào hồ sơ sức khỏe quản lý điện tử, mỗi hộ, từng khẩu một trong trên hệ thống. Để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, Khánh Thượng chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường, trồng hoa, cây xanh, cải tạo cảnh quan. Việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo đúng quy định. Mỗi thôn, xóm đều hình thành các tuyến đường cây xanh mát, đường hoa rực rỡ. Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn bình quân đầu người đạt 5,83m² trên người. 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Trạm cấp nước sạch của xã công suất đạt 900m³ một ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước thường xuyên, liên tục cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã. Năm 2019 là trồng dãy hàng cau này, còn 2020 là trồng cây hoa giấy này. Cũng huy động chị em phụ nữ tinh thần phấn khởi. Những năm gần đây, Khánh Thượng được đánh giá là một trong những địa phương của huyện Yên Mô tích cực tham gia phát triển chính quyền số, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 46,61%. Em đến đây là để đăng ký kết hôn ấy, thì em thấy là các anh các chú ở đây ấy, rất là làm việc thì bàn ghế các thứ là cũng gọn gàng sạch sẽ, rất là chuyên nghiệp. Đấy. Còn về các thủ tục thì em thấy là cũng nhanh, các chú hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững, 100% hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Toàn xã đã lắp đặt hệ thống 96 camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự thuộc các trục đường chính, các nút giao thông quan trọng. Qua đó đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, hàng năm, địa phương luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, hoàn thành công tác huấn luyện theo quy định. Các phong trào về tổ an ninh tự quản tại thôn xóm được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực. Bằng sự nỗ lực vươn lên của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Khánh Thượng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo đã phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo nên sức bật mạnh mẽ. Đến nay, xã đã hoàn thành toàn bộ 19 trên 19 tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau khi mà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì Ủy ban xã Khánh Thượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh về cái công tác phát triển lên xã nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là đẩy mạnh cái quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Rồi là tiếp tục xây dựng cái vùng sản xuất chất lượng cao, đặc biệt là nhân rộng những cái điển hình, tiếp tục vận động nhân dân để góp công, góp của, rồi là vận động nhân dân thực hiện tốt những cái công tác vệ sinh môi trường ở dưới cơ sở. Vùng quê giàu truyền thống cách mạng Khánh Thượng hôm nay đang đổi thay từng ngày, sáng bừng sức sống mới. Những cánh đồng mùa thu hoạch bội thu, nhà máy, công xưởng rộn tiếng ca vang, đời sống nhân dân ấm no, sung túc. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã đánh dấu bước phát triển mới trên chặng đường xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.